Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận của phụ huynh về giờ giấc đến trường của học sinh. Hiện nay, hầu hết các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều thực hiện giờ vào lớp từ lúc 6 giờ 45 phút và chính thức vào tiết học đầu tiên lúc 7 giờ. Đối với một số phụ huynh, việc đưa con đến trường theo khung giờ trên rất vất vả. Thậm chí khi các con ngủ dậy trễ, họ phải tranh thủ mua thức ăn nhanh cho con, ăn ngay tại cổng trường để kịp giờ vào lớp. Họ mong muốn được lùi giờ vào lớp, ra về của học sinh tiểu học muộn hơn để có thể thuận tiện đưa rước con. Chị thấy 7 giờ thì cái thời gian sinh hoạt của chị nó hơi bị gấp á. Tại vì sáng chị phải dậy từ 5 giờ mấy cho lo đồ ăn sáng. Nếu không kịp giờ là chị phải tới đây cho nó ăn sáng tại trường. Chứ bây giờ đâu có kịp giờ đâu. Nếu mà được 7 giờ, 7 rưỡi, chị thấy 7 rưỡi nó sẽ hợp lý hơn. Thời gian của chị nó sẽ thoải mái hơn chứ. Chứ nó mới vô lớp 1 á, kêu dậy rất là khó, nó chưa có vô này nếp á. Kêu nó dậy rất là lâu mà nó chưa biết thế nào là trễ, nó quần quần lắm. Nên 7 giờ rưỡi mình sẽ thấy tốt hơn. Nhà tôi thì có 3 đứa con. Mà nếu mà sáng sớm 7 giờ á, cho nó thức dậy lo cho ăn uống á, chở từng đứa đi học á thì nó rất là cực. Theo quan điểm á thì về khoảng 7 giờ rưỡi á thì thời gian mình sẽ được thoải mái hơn chút xíu. Tuy nhiên, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, một số trường học, nhất là các trường tư thục, đã điều chỉnh giờ vào lớp tan trường để giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm. Một số trường lùi giờ vào học để giúp học sinh có thêm thời gian để ăn sáng, nghỉ ngơi. Chẳng hạn, tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Albert Einstein, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay, nhà trường đã điều chỉnh thời gian vào học, bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 16 giờ chiều. Vì sao lại có quyết định này? Có ích lợi gì cho học sinh và thuận tiện cho bố mẹ hay không? Tôi cho rằng mỗi trường học có những sự lựa chọn riêng và nhà trường sẽ đưa ra những quyết định phù hợp. Học sinh của chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu của tất cả các chương trình giảng dạy và điều thực sự quan trọng là học sinh của chúng tôi có thể thực hiện điều đó trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến cuối ngày của chúng tôi, tức là 4 giờ chiều. 8 giờ sáng là một thời điểm hợp lý hơn, đặc biệt đối với những học sinh nhỏ tuổi. Nếu bắt đầu từ 6 giờ 45 phút sáng sẽ là rất sớm đối với một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng nghiên cứu cũng cho thấy, đối với thanh thiếu niên khi các em là một học sinh trung học, những học sinh lớp 7, 8, 9, 10 đang trong độ tuổi dậy thì trải qua nhiều thay đổi trong tâm sinh lý. Chúng ta hiểu rằng việc yêu cầu các em thức dậy sớm vào buổi sáng sẽ khó hơn. Có nghiên cứu nói rằng đôi khi chúng ta nên bắt đầu ngày học muộn hơn một chút vào buổi sáng. Tôi đã làm việc tại một số trường bắt đầu muộn hơn một chút vào buổi sáng và đồng thời sẽ kết thúc một ngày học tập muộn hơn một chút vào buổi chiều. Cũng theo ông Greg Gibson, người có 19 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo giáo dục tại các trường ở Úc và Papua New Guinea, việc điều chỉnh giờ học của học sinh tại một quốc gia phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có thời tiết. Tôi cho rằng có rất nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến việc quyết định thời gian bắt đầu ngày học. Một số học sinh của chúng tôi di chuyển một quãng đường dài trên xe buýt. Vì vậy, điều quan trọng, nếu là một trường học có nhiều học sinh đến bằng xe buýt, chúng ta sẽ cần bắt đầu muộn hơn một chút để cho họ cơ hội. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không muốn kéo dài ngày học quá nhiều vì học sinh có thể sẽ phải về muộn hơn. Chúng tôi thực sự tự tin rằng, tại AES, chúng tôi không chỉ cung cấp toàn bộ chương trình giảng dạy, cho dù đó là chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hay chương trình Tú Tài bang Victoria, mà chúng tôi còn tạo cơ hội cho học sinh có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng. Ở các quốc gia khác nhau, tôi cho rằng thời tiết cũng là một nhân tố. Ở Anh, họ bắt đầu muộn hơn một chút vì mặt trời lên rất trễ trong suốt mùa đông. Ở một quốc gia khác như Úc, tôi biết một số trường chuyển sang học sớm hơn và kết thúc sớm, nên học sinh không chơi giữa trưa nắng gắt. Ngay cả ở Việt Nam, cơn mưa luôn đến vào lúc 4 giờ chiều cuối ngày khi chúng tôi tan học. Học sinh của chúng tôi có thể dễ dàng hơn một chút để bắt đầu sớm hơn và kết thúc sớm hơn. Vì vậy, nó phụ thuộc vào thời tiết và cố gắng đảm bảo những thời gian học tập trong điều kiện thuận lợi. Nhưng chúng ta cũng nhận thấy sự thay đổi trong mô hình làm việc. Nó không còn là truyền thống từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nữa. Nơi làm việc đang thay đổi và cố gắng thích nghi và cố gắng trở nên phù hợp nhất có thể. Trước những ý kiến đề xuất của phụ huynh về việc lùi giờ vào học, sáng 18 tháng 10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các trường triển khai giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và 2018, dạy học một buổi hoặc hai buổi mỗi ngày theo quy định của chương trình và tình hình thực tiễn của nhà trường. Thời gian bắt đầu học và ra về được giao cho các đơn vị chủ động sắp xếp.
Theo ông Quốc, việc sắp xếp giờ giấc này phụ thuộc vào kế hoạch giảng dạy của quận, nhà trường, độ tuổi học sinh, hoàn cảnh chung của các học sinh, công việc của ba mẹ, người đưa đón, tình hình an toàn trật tự và mật độ giao thông trong khu vực, kế hoạch tổ chức bán trú và các hoạt động sau giờ học chính khóa. Ông Quốc cũng cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu và có các đề xuất chung phù hợp với thời gian vào học để đảm bảo đủ thời gian giảng dạy theo yêu cầu của chương trình, kế hoạch nhà trường, đảm bảo hạn chế ùn tắc giao thông, thuận lợi việc đưa đón và đảm bảo sức khỏe cho học sinh.